Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi livestream ra mắt chương trình Hành trình mơ ước 2019 của Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty Du lịch Hoàng Mỹ tổ chức. Thưa quý vị, chương trình chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trên các kênh website của Báo Thanh Niên, fanpage của Báo Thanh Niên, YouTube của Thanh Niên và cũng như là trang của cuộc thi Hành trình mơ ước 2019 thanhniên.vn và fanpage của Du lịch Hoàng Mỹ. Thưa quý vị, năm 2018, Báo Thanh Niên và Công ty Du lịch Hoàng Mỹ đã tổ chức một cuộc thi lần đầu tiên với tên gọi Hành trình mơ ước 2018. Cuộc thi đã thu hút một số lượng đông đảo các bạn độc giả cùng tham dự và với những hoạt động hết sức sôi nổi và thú vị. Chúng ta trước khi bàn đến câu chuyện cuộc thi năm nay, mời quý vị cùng theo dõi một số con số lẫn hình ảnh của Hành trình mơ ước 2018. Chúng ta vừa xem lại những con số của Hành trình mơ ước 2018. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm theo dõi của không chỉ về quy mô số lượng mà chất lượng của các bài tham dự cuộc thi. Một cuộc thi mà chúng tôi yêu cầu những người dự thi phải thể hiện mình thông qua ảnh hoặc thông qua bài viết. Đó là lý do vì sao chúng tôi tiếp tục duy trì cuộc thi năm 2019. Tuy nhiên thì năm 2019 sẽ không phải yêu cầu khó ở góc độ như 2018. Mà mỗi năm chúng ta sẽ có một cái cách chơi khác nhau để làm sao đa dạng mọi người tùy vào sở thích, năng khiếu, sở trường, bất kỳ ai cũng có thể tham gia chương trình Hành trình mơ ước. Và để khởi động Hành trình mơ ước 2019 thì hôm nay tại trường quay Báo Thanh Niên chúng tôi có mời đến ba vị khách mời, những người sẽ chia sẻ, truyền cảm hứng và đồng hành với cuộc thi ngày hôm nay. Thì trước hết thì xin được phép giới thiệu người đẹp nhất trong số chúng tôi trước ạ. Dạ, xin giới thiệu MC Quỳnh Hoa. Dạ, em xin chào anh Trọng Phước và xin chào được quý vị khán giả. Dạ, chị Quỳnh Hoa thì mọi người biết đến chị nhiều hơn trong các cái chương trình, dẫn chương trình trên truyền hình. Thậm chí là chị Hoa cũng có hát nữa đúng không ạ? Dạ. Vai trò ca sĩ. Nhưng mà trên tất cả các bản tin truyền hình và các cái chương trình đó thì mọi người thì không được biết nhiều lắm về chị Hoa ở góc độ là một người đam mê du lịch. Chị đã có bộ sưu tập kinh nghiệm và cũng như là đi rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Lát nữa chúng ta sẽ cùng hỏi chị thêm về câu chuyện này. Chúng tôi muốn giới thiệu người thứ hai là nhà văn Nguyễn Đông Thức. Dạ. Xin chào quý vị. Nhà văn Nguyễn Đông Thức thì rất nhiều thế hệ độc giả. Chúng ta, những người theo dõi chương trình có thể biết đến anh thông qua rất là nhiều tác phẩm như là tiểu thuyết Ngọc Trong Đá, truyện dài Vĩnh Biệt Mùa Hè, tuyển tập truyện ngắn Mưa Khuya hay rất là nhiều tuyển tập sách khác. Và anh cũng đam mê xê dịch. Xin lỗi anh một chút là vì thể lệ thì có chia bảng cho nên đành phải giới thiệu anh Thức là tuổi cao nhất ở đây, 60 tuổi, cùng tham gia với lại các quý vị mà lớn tuổi tham gia cuộc thi này. Cảm ơn anh đã bớt tuổi cho. Và cuối cùng thì xin phép được giới thiệu bạn Ngô Trần Hải An, một blogger du lịch kim nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên mạng xã hội với nickname là Quỷ Cốc Tử. Xin chào các bạn độc giả của Báo Thanh Niên. Dạ. Yeah. Bạn An thì ngoài vẻ đẹp trai ra thì chụp hình cũng rất là đẹp cho nên được rất là nhiều người ngưỡng mộ trong câu chuyện là đã xách máy ảnh xê dịch ở rất là nhiều nước và chụp ảnh và cũng như là truyền cảm hứng du lịch cho rất là nhiều người. Và chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời đã có mặt tại đây hôm nay và chúng ta sẽ chia sẻ trong suốt cái chương trình livestream này để mọi người có thể tham gia cuộc chơi Hành trình mơ ước 2019. Yeah. Và bây giờ thì trong lúc xin mời quý vị có thể xem trước hết về thể lệ cuộc thi 2019 và trong lúc đó thì xin mời các vị khách mời chúng ta dành ít phút ít ỏi đó có thể chia sẻ cái buổi livestream này trên fanpage cá nhân của mình để mọi người cùng biết đến và theo dõi. Xin mời quý vị cùng theo dõi thể lệ cuộc thi. Hành trình mơ ước 2019 có gì mới? Đây là cuộc thi mà người chơi tham gia bằng cách trả lời bảng câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về du lịch, văn hóa, lịch sử, phim ảnh, âm nhạc, văn học gắn với các địa danh nổi tiếng trên thế giới.
bạn có thể tham gia cuộc thi. Đơn giản, chỉ cần bạn từ 16 tuổi trở lên và đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Cách nào để tham gia cuộc thi? Truy cập ngay website hanhtrinhmouoc2019.thanhniên.vn, điền các thông tin đăng ký theo biểu mẫu chương trình, trả lời bản câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi bộ câu hỏi gồm 15 câu. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây. Nếu không trả lời kịp, sẽ tự động chuyển qua câu kế tiếp. Mỗi tài khoản có thể chơi tối đa một lần một ngày, có thể nhận thêm một lượt chơi bằng cách chia sẻ kết quả lên trang Facebook cá nhân ở chế độ công khai. Mỗi tài khoản được chia sẻ tối đa một lần một ngày. Cuộc thi kéo dài trong bao lâu? Cuộc thi diễn ra trong 8 tuần, từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 25 tháng 8 năm 2019. Vòng chung kết dưới hình thức thi đối mặt sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 9 năm 2019. Mỗi tuần có bao nhiêu giải thưởng? Mỗi tuần có 3 giải thưởng, mỗi giải gồm một voucher du lịch trị giá 1 triệu đồng và 500 ngàn đồng tiền mặt. Để trở thành người thắng cuộc giải tuần có khó không? 3 giải mỗi tuần được chia đều cho 3 nhóm tuổi, dưới 30 tuổi, dưới 50 tuổi và trên 50 tuổi và đạt 2 tiêu chí sau. Có số lượng câu trả lời đúng nhiều nhất và thời gian hoàn thành ngắn nhất tính theo phút trên giây trên mini giây. Quá dễ phải không? Làm sao để có mặt ở vòng chung kết? Bạn phải là người dẫn đầu về thời gian và số câu trả lời đúng ở vòng thi tuần. Rất nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ bạn ở vòng chung kết của cuộc thi. Một giải đặc biệt, voucher du lịch trị giá 30 triệu đồng một giải. Hai giải nhất, voucher du lịch trị giá 20 triệu đồng một giải. Ba giải nhì, voucher du lịch trị giá 10 triệu đồng một giải. Năm giải ba, voucher nghỉ dưỡng tại resort 5 sao Vinpearl trị giá 5 triệu đồng một giải. Còn chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu săn giải của Hành trình mơ ước ngay thôi. Hành trình mơ ước, chương trình do báo Thanh niên phối hợp với công ty du lịch Hoàng Mỹ tổ chức. Dạ vâng, chúng ta vừa theo dõi thể lệ. Thể lệ thì có vẻ hơi dài, nhưng mà quý vị theo dõi chương trình, chúng ta có thể lên trang web của báo Thanh niên hoặc trang web của chương trình Hành trình mơ ước 2019, thanhniên.vn, chúng ta theo dõi lại kỹ thể lệ. Trước khi mà bắt đầu đi vô cuộc thi ấy, thì phải nói một cái ý như thế này. Tức là năm 2018 thì cuộc thi yêu cầu là người dự thi phải gửi ảnh hoặc là cái cảm xúc của mình đã từng đến hoặc là mong muốn đến Mỹ và Canada, hai quốc gia đó thôi, và phải gửi về, sau đó ban giám khảo chấm. Thì nó có hai bảng, một bảng dành cho những người mà đã đến Mỹ và Canada rồi họ viết, một bảng là dành cho những người mà chưa đến và mong muốn đến. Thế thì năm 2019 này thì thể lệ nó khác, là chỉ yêu cầu bạn trả lời trắc nghiệm thôi. Ví dụ với một tấm hình thì bạn chọn cái địa điểm đó ở thành phố nào hoặc quốc gia nào. Vậy thì nó sẽ đòi hỏi hai yếu tố, là mình phải từng tìm hiểu về nó, hoặc ít ra là mình, nếu mà tốt, mình đã đi rồi, mình thấy rồi, hay là mình tìm hiểu để mình biết mình mới dự thi. Vậy thì phải nói thật sự, một cuộc thi như vậy thì nó sẽ có lợi thế đối với hai đối tượng. Một là đối tượng đi nhiều, hai là đối tượng xin lỗi anh lần nữa, đối tượng có nhiều tuổi. Dạ. Thế thì bây giờ xin phép được hỏi cái đối tượng đi nhiều trước với mỗi vị khách mời. Dạ. Xin hỏi ở đây là mỗi người chúng ta đã từng đi được khoảng bao nhiêu quốc gia rồi ạ? Và trong số các quốc gia đó thì quý vị nếu được chọn một quốc gia mà ấn tượng nhất thì quý vị sẽ chọn quốc gia nào? Xin mời chị Quỳnh Hoa trước ạ. Dạ anh Phước ạ. Nếu mà nói đi được bao nhiêu quốc gia rồi thì tính cho đến ngày hôm nay, thời điểm này thì Hoa đi khoảng được cỡ trên dưới 35 nước. Yeah. Yeah. Nhưng mà Hoa đang cố gắng phấn đấu là từ giờ cho đến lúc mình nghỉ hưu á anh, là phải ít nhất được con số là 50. 35 mà chỉ còn có... Đó là chị... tối thiểu, đó là con số tối thiểu. Nếu mà tính tuổi hưu 55 thì chị Hoa cũng phải còn khoảng 30 năm nữa mà đi 35 nước thì ít quá. Ở trong những cái nước Hoa đi thì có nhiều cái nước, đó là những cái nước mà mọi người hay đi á, thì mình không nói, nó cũng có cái hay của nó. Nhưng mình thích những cái nước mà ít người đặt chân tới. Ví dụ như là vừa rồi mình có một cái chuyến trải nghiệm đi Mauritius ở châu Phi, rất là ấn tượng. Hoặc là mình đi Colombia, một cái quốc gia ở Nam Mỹ mà cũng rất là thân thương với Việt Nam, bởi vì bước tới nơi mình cứ tưởng tượng như là mình đang ở Việt Nam, vì cái cách sinh hoạt, cuộc sống của họ ở Nam Mỹ tận bên kia, dưới đất bẩn, họ cũng giống như người Việt Nam mình rất là nhiều. Và đó là, hoặc là mình đi vào những cái vùng gọi là hơi căng thẳng một chút, chẳng hạn như là đi sang Ai Cập. Yeah. Lúc đó ở những cái điểm du lịch là còn phải có xe tăng, rồi có cảnh sát cầm súng, mình vẫn mang áo dài đi, mình chụp hình, và có những anh cảnh sát ấy cầm súng, anh cứ đi theo mình để anh bảo vệ cho mình. Nên có những cái kỷ niệm rất là vui. Hoặc là đi Jordan,
Israel, đó là những cái nơi mà Palestine, những cái nơi mà nhiều người bảo là bộ không còn chỗ nào để đi và dám đi vô những cái khu vực đấy, nhưng mà mình đi mình cảm thấy rất là yên tâm. Dạ vâng. À, còn bạn Hải An ở góc độ trẻ như bạn đã đi nhiều chụp ảnh thì bạn đi khoảng bao nhiêu nước rồi? An cũng có may mắn đi được khoảng gần 40 nước anh. Thì giống như mình là một cái người trẻ thì cái góc nhìn của An là An sẽ thích thiên về nó mạo hiểm hơn một chút, nó khám phá hơn một chút. Như là rồi An có một cái chuyến đi 24 ngày tới Pakistan, lên tới cái biên giới của Pakistan, Afghanistan, những cái khu vực sâu xa, hoặc đợt vừa rồi thì An đi Nội Mông. Rồi trước đó thì An có chuyến đi tới Bắc Triều Tiên, xong rồi sau đó đi Israel, Palestine, giống như là hồi nãy chị Hoa đi. Tức là những cái chỗ cũng lạ lạ đúng không? Dạ đúng rồi, tức là mình thích những cái nơi nào mà nó có sự đa dạng về văn hóa, về sắc tộc, hoặc là những cái nơi mà họ có thể sẽ bị thay đổi trong tương lai khi mà xã hội văn minh ngày càng thay đổi đi. Ví dụ vừa rồi anh cũng đi Thổ Nhĩ Kỳ hay Maroc, và những quốc gia anh rất là yêu thích. Dạ, còn anh thích ạ? Tôi thì đi ít hơn hai bạn này, tôi chỉ đi khoảng 24 nước. Và nhờ cái tôi lại thích những cái cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Thành ra vừa rồi tôi được đi chuyến ở Argentina thì nó cũng rất là thích. Nó có đặc biệt là cái sông băng ở cuối của điểm tận cùng của thế giới. Nó sát ở phía dưới đáy của Argentina. Nó kêu là End of the World. Thì tôi rất là thích những cái sự hùng vĩ của thiên nhiên. Cũng thích những cái điểm mà ít người đi như là bạn. Các khách mời chúng ta thì để ý thấy là mình những cái điểm đến của mình toàn là những điểm độc lạ không ạ? Mà tôi đồ rằng là trong cái cuộc thi mà chúng ta đang giới thiệu sắp tới á, thì ban tổ chức có chuẩn bị khoảng 2.000 câu hỏi để cái bộ câu hỏi đó không lặp lại. Mà những câu hỏi mà đoán rằng là sẽ gây khó cho mọi người á, đó là những câu hỏi chắc là nó cũng sẽ độc lạ. Thì không biết là ở đây các khách mời chúng ta đã thử chơi và nhận xét như thế nào về cái độ khó của cái cuộc thi ạ. Xin mời chị Hoa trước ạ. Lúc trước khi mà vô với cái buổi giao lưu này thì Hoa cũng chơi thử. Thì đúng là có những cái câu rất là dễ, mình có thể trả lời ngay, ví dụ như là tượng nước thần tự do ở đâu, xong rồi có trắc nghiệm 4 câu ở New York, Washington hay đó. Thì mình có thể đoán được ngay, dù mà chưa đặt chân đến thì qua thông tin báo chí mọi người cũng có thể trả lời được. Giống như là họ chợ Bến Thành ở đâu. Nhưng mà cũng bù lại cũng có những cái câu mà mình chưa kịp định thần 15 giây nữa đã qua mất rồi. Và nhiều khi mình cảm thấy hơi ấm ức vì mình chưa kịp trả lời. Và Hoa nghĩ là sau, nếu ai không trả lời được câu nào thì mình sẽ tự sẽ nhớ cái câu đó và mình sẽ phải lên mạng và tìm xem để làm bằng cách nào đó mình phải trả lời được câu đó. Dạ. Cái khó của cuộc chơi này á, đó là để tạo sự công bằng á, thì ban tổ chức không có cung cấp đáp án liền cho mình ngay tại lúc đó. Mà theo thể lệ thì phải đến ngày 26 tháng 8 á, thì kết quả của các cái bộ đề này mới được công bố. Có nghĩa là mình biết mình sai thôi chứ mình không biết và mình đã bị tìm hiểu. Còn bạn Hải An thì chơi thử rồi thì thấy thế nào? An thấy là cái cách chơi này rất là thú vị luôn. Thú vị ở chỗ như thế này. Ví dụ như là một cái người dù là biết rất ít nhưng họ vẫn có khả năng để họ thắng nếu như họ may mắn gặp được những câu dễ. Rồi nếu những người mà đi nhiều vẫn có thể là chưa chắc được may mắn như vậy. Nên nó sẽ làm một cái sự phấn khích cho tất cả mọi người đều chơi. Dù là bạn có kiến thức nhiều, bạn có kiến thức ít, nhưng mà thật sự trong tất cả mọi thứ chúng ta cần phải có một chút của sự may mắn nữa. Giống như là chị Hoa chia sẻ có những câu rất dễ và có những câu rất là khó. Thì An có chơi thử 3 lần thì trong đó mình trả lời cũng chỉ được khoảng chừng 60% thôi. Nên không có nghĩa rằng là những người có kinh nghiệm là có thể chiến thắng. Nên tất cả các bạn hãy luôn luôn tự tin mình sẽ có một cái cơ hội để mà chiến thắng. Theo như thể lệ quy định thì mình chỉ có một câu trả lời trong vòng 15 giây thôi. Thường thì phải nói rằng là những người lớn tuổi thì cái khả năng phản ứng, đặc biệt là với máy tính đó, thì nó phải chậm hơn, đúng không ạ? Thì không biết là anh thử rồi thì anh đánh giá 15 giây đó, cơ hội cho những người mà trên 50 tuổi thì như thế nào? Thì ban tổ chức rất là nhân ái khi mà cho ba cái bảng cho tùy lứa tuổi, nhưng mà tôi thấy bây giờ cũng chưa chắc đâu à. Ví dụ như tôi là người cầm điện thoại suốt ngày tôi chọc nè, là tôi làm rất là nhanh nè. Cái đó là tùy người chứ cũng không phải là lớn tuổi là chọc chậm hơn hay gì đâu. Cái đó là tùy khả năng của mọi người. Mà em nghĩ là chẳng hạn những người lớn tuổi, anh có thấy là những người lớn tuổi thực ra lại có nhiều kinh nghiệm hơn, hay đọc hơn. Thực ra có thể là em nghĩ là tích lũy nhiều kiến thức hơn các bạn trẻ. Thì nó có khi là có nhiều còn chưa nhanh chắc hơn. Chưa chắc là ai đó hơn ai. Anh đã suy nghĩ thật ra thì nếu mà mình thích cuộc thi này và mình thích du lịch thì mình hoàn toàn có thể, người lớn tuổi cũng có thể tham gia như những người trẻ. Như vậy thì ở đây thì xin nói thêm với quý vị một cái
kinh nghiệm là thể lệ thì cho phép rằng là mỗi người chúng ta được làm cái bài test 15 câu này một lần trong ngày. Nhưng mà nếu mình share cái cuộc thi này á, thì share cái bài dự thi của mình á, thì trên Facebook á, thì mình sẽ được thêm một lần chơi nữa. Như vậy thì là mỗi một ngày mình có thể chơi được hai lần. Và cái bộ câu hỏi của từng tuần á, nó sẽ kéo dài cả tuần. Như vậy cái cơ hội của mình nó cũng không phải là hiếm hoi lắm. Thế thì bây giờ xin hỏi anh Thức một chút là tên gọi của cuộc thi á, là Hành Trình Mơ Ước. Và giải thưởng thì theo như thể lệ thì giải đặc biệt chung cuộc là voucher trị giá 30 triệu đồng một giải. Rồi chúng ta có các giải nhất là 20 triệu và 10 triệu vân vân. Và hàng tuần chúng ta đều có giải. Vậy thì bây giờ mình tò mò một chút đối với từng người. Nếu như quý vị đoạt giải với 30 triệu đồng đó thì quý vị sẽ xài vô một cái tour du lịch gì? Nếu mà có thể thiếu thì mình nên bù tiền vô. Nhưng mà hành trình mơ ước của mỗi vị khách mời hôm nay đang là cái gì? Xin mời anh Thức trước ạ. Trước tiên tôi nói về cái cảm nhận cá nhân về cái tên Hành Trình Mơ Ước, tôi thấy rất là hay. Năm ngoái thì tôi không có theo dõi cuộc thi này, nhưng mà từ khi bắt đầu tham gia vào cái cuộc thi này năm nay, tôi thấy cái tên rất hay, Hành Trình Mơ Ước, bởi vì trong cuộc đời mỗi người mình đều luôn mơ ước được đi đâu đó, thì cái Hành Trình Mơ Ước nó thể hiện cái mơ ước của mình. Tuy nhiên cái mơ ước này cũng hơi bị bệnh, tức là mình đi xong mơ ước này cái mình lại muốn mơ ước đó. và bao nhiêu tiền của mình cứ thế là ra. Ví dụ trước kia tôi chỉ mơ ước được đi Hà Nội, sau đó là tôi lại được đi Hà Nội, rồi tôi lại mơ ước Thái Lan, rồi lại mơ ước Mỹ. Hiện giờ mơ ước lớn nhất của tôi là một nước châu Phi, bởi vì tôi chưa tới châu Phi. Thành ra nếu mà tôi được, nếu mà tôi là người dự thi, nếu mà được thì tôi sẽ đi Maroc. Tôi lấy cái tiền đó để mà đi Maroc. Hồi nãy nghe bạn đi rồi đó. Tôi thấy có những cái điểm ở Maroc, nhất là nó là có một cái địa danh là Casablanca, nó là một cái tên trong một bộ phim rất là nổi tiếng ngày xưa, là tôi cũng ao ước được tới đó. Thì cái mơ ước tôi nghĩ là mỗi người luôn luôn có, và một mơ ước đi đây đi đó, và thật đau khổ cho ai mà cả đời mơ ước mà không được đi. Nếu mình có cơ hội và nhất là có một nơi giúp đỡ mình có thể đi được thì mình có thể, mình nên tham gia cuộc thi này để mình thực hiện cái mơ ước đó. Còn là chị Hoa. Hoa nghĩ là bất cứ ai thôi, nếu mà chiến thắng thì với cái số tiền đó mình sẽ đi du lịch. Thực ra thì mỗi người có một cái đam mê khác nhau anh. Có những người họ thích hàng hiệu, có thích giỏ sách, thích quần áo đẹp, thích xe nhà lầu, xe hơi. Còn mình thì như có bao nhiêu tiền là mình dồn một cái chuyện đi du lịch. Nói chung là tốn rất là nhiều tiền vào cái chuyện du lịch, nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Bởi vì mỗi cái chuyến đi là mình lại học được rất là nhiều điều, mình lại khám phá được biết bao nhiêu thứ hay ho xung quanh mình mà mình chưa biết đến. Và em để may mắn hơn anh Thức là em được đi châu Phi rồi. Hồi đó em đi Ai Cập và em cũng đến, bởi vì trong cuộc đời mình là ước mơ là mình phải được đặt chân đến Ai Cập để nhìn thấy kim tự tháp là như thế nào. Rồi khi tới nơi là mình phải mua vé để vào bên trong kim tự tháp và leo bộ đi lên thế nào để xem bên trong kim tự tháp là ra sao. Thì những cái đó mình khi mà mình khám phá được mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Thì châu Phi thì em đi rồi, nhưng mà còn có những nơi em chưa đi, ví dụ như là Nam Phi, em cũng nghe nói đó là một cái nơi cũng rất là đẹp. Hy vọng là chuyến đi này mình nếu mà biết đâu mình may mắn sao mình cũng chơi thử đi anh Thức ạ. Lỡ mình trúng. Đồng bạn. An thì lại nếu mà thắng, nếu thôi, nếu mình may mắn thắng cuộc thi này, An lại chọn một cái nơi mà mọi người nghĩ rằng nó rất là hiện đại, đó là Mỹ. Nhưng mà khi nói tới Mỹ, người ta sẽ nghĩ tới New York hay là nghĩ tới Washington, nó rất là hiện đại. Nhưng không, An sẽ đi tới những cái vùng hang mạc xa xôi của nước Mỹ. An rất thích tới Alaska, một cái nơi rất là đặc biệt ở đó. An sẽ đi những cái vùng như Grand Canyon, rất là nhiều những cái nơi đẹp của nước Mỹ. An từng đọc được một cái thông tin ở trên báo rằng là cái đường bờ biển ở Mỹ và cái vùng biển của Mỹ thật ra chỉ mới khai thác được có 4% thôi. Tức là có tới 96% chúng ta chưa biết gì về nó hết. Và An hy vọng là mình sẽ có những cái trải nghiệm đặc biệt ở đó. Nước Mỹ không chỉ là một nước Mỹ hiện đại, mà nước Mỹ còn rất là nhiều điều thú vị, hoang dã khác. Và An rất là muốn mình sẽ có cơ hội đó. Cái đó thì cũng dễ thôi, là bởi vì công ty du lịch Hoàng Mỹ họ đang có sẵn cái tour Alaska rồi. Việc trúng giải như việc đổi tiền vô là đi thôi, không có gì khó khăn hết. Và lúc nãy anh Thức nói cái chuyện là mơ ước á, Hoàng nghĩ cũng hay lắm. Tại vì em nhớ anh Thức hôm hồi xưa lúc em xem một cái bộ phim của Trung Quốc nói về tìm ra được cái ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng với những cái tượng binh Mã Dũng. Cái lúc đó ở Việt Nam chưa có cái tour đi Tây An đâu. Mà em coi như em mê quá cái phim đó, em xem em muốn đến cái nơi mà họ đã tìm thay.
khai quật ra được những cái ngàn bức tượng binh Mã Dũng đó. Thế là mình phải đi tìm công ty xong mình hỏi lại rồi mình đặt đứa đó. Và như nói chung là rất là tốn kém, là bởi vì hồi lúc đó không có công ty tổ chức những cái tour đó, nhưng mình đến được mà thích lắm, tức là mình khám phá ra được những cái điểm hay. À, bây giờ mình quay trở lại, ước mơ thì nó vẫn là mơ ước. Mà để đạt được ước mơ thì phải vượt qua trước hết là 15 câu một tuần. Xin hỏi từng vị khách mời, nếu vị khách nào đã từng thử chơi, vì cuộc thi này nó đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 rồi mà. Quý vị nào đã từng thử rồi thì xin hỏi thiệt tình là quý vị đã trả lời được bao nhiêu câu trên 15 câu. Tôi xin tự thú trước. Tôi thì người ban tổ chức thì về nguyên tắc là không được, không có trúng cũng không có được giải. Nhưng mà khả năng trúng nó cũng thấp lắm, vì tôi thử rồi, 15 câu tôi chỉ đáp đúng được có 11 câu thôi. Và một trong những cái câu mà bị rớt nhiều nhất á, ở đây mình cũng chia sẻ kinh nghiệm để các bạn có thể biết cách. Cái câu mà tôi bị rớt mà oan ủng nhất, mà có thể là nếu có cơ hội làm lại thì phải mất thời gian tìm hiểu, đó là câu họ hỏi là công ty du lịch Hoàng Mỹ thành lập được bao nhiêu năm rồi. Là tôi rớt cái câu đó. chưa kịp nghiên cứu. Thì xin hỏi các vị khách mời, đối với được bao nhiêu câu và quý vị rớt ở những câu nào? Chắc em không có được nghiêm phước đâu. Em nghĩ em chắc chỉ được chừng 50% là giỏi lắm rồi. Và có một cái là nhiều khi mình hơi bị chậm, nhiều khi mình tiếc. Có những câu là mình đọc hơi bị kỹ quá và nó trôi qua cái 15 giây quá nhanh. Đến lúc mình định thần ra được là cái câu trả lời là gì thì nó trượt qua mất rồi, mất 15 giây. Thì nó đòi hỏi là mình khi mình xem á, là mình phải đọc thật là nhanh, phải suy đoán rất là nhanh rồi bấm. Hay là lần sau mình thi mình nói con mình đứng kế bên đi, nó sẽ gỗ hổ. 15 giây rồi. Lúc nãy là được bao nhiêu câu anh? Em thi cái lần đầu tiên á là được có 8 câu à. Thua anh rất là nhiều luôn á. Lần 2 thì lên được 10 câu đó. Còn em chưa biết mấy lần sau như thế nào. Nhưng mà em nghĩ mình có thể đi may mắn mình lại gặp lại câu cũ hay sao. Chắc anh những câu em rớt là nhiều. Những câu mà em không đúng thì nó thường rơi vào cái loại câu gì? Những cái câu mà kiến thức về những cái điểm đến quốc tế. Nó thế giới nó mênh mông quá. Tức là mình nhìn hình mình chưa kịp định thần để mình nhớ ra hay như đúng thế nào? Rồi anh, tức là thật ra nếu như mà mình giống như hồi nãy chị Hoa chia sẻ là mình có thêm chút thời gian á, có thể là mình hồi lại thì mình sẽ nhớ kịp. Hay là mình sửa điều lệ mỗi câu nửa tiếng. Mình không kịp. Chú sao chú? Tôi chưa có thử chơi, tôi nghĩ là chắc sáng mai. Mà tôi nghĩ mỗi sáng mai, mỗi buổi sáng ngủ dậy đó, đầu óc còn tỉnh táo thì quý vị nên chơi cái này để cho đầu óc nó sáng suốt, chứ thay vì buổi sáng ngủ dậy chọt Facebook rồi mình chọt cái này có lý có cơ hội hơn, nâng cao kiến thức nữa. Em lại nghĩ là để vào giờ trưa hoặc giờ chiều sau khi mà làm việc, đến cái lúc mà căng thẳng stress quá thì chơi cái này nó cũng là một cái cách để giảm stress. Thật ra mà nói thì mọi người có một cái thời điểm để mà mình giảm stress hoặc là mình tăng cường kiến thức. Thế thì xin được hỏi mỗi vị khách mời là bây giờ là mình theo quý vị thì mình sẽ động viên những người xung quanh mình tham gia cuộc thi này, nếu mà có một cái lời để động viên ấy, mọi người cùng tham gia cuộc thi với mình ấy, thì quý vị sẽ chia sẻ cái điều gì ạ? Vì ban tổ chức thì cũng chọn ra mỗi khách mời ở đây là đại diện cho một nhóm lứa tuổi. Mong muốn là cái phân khúc cuộc thi nó rộng ra, mọi người cùng tham gia. Thì xin hỏi chị Hoa trước, chị sẽ chia sẻ cái điều gì trên Facebook của mình sau cái buổi ngày hôm nay ạ? Hoa nghĩ là cũng đúng như cái thông điệp của chương trình, đó là hành trình mơ ước. Tại sao bạn lại không thực hiện mơ ước của mình? Hãy đi thật nhiều và hãy khám phá thật nhiều, để đến một lúc mình không thể cảm thấy tiếc. Đến cái lúc mà mình nhiều khi mình cứ lo làm việc, mình cứ lo kiếm tiền, và đến một cái lúc mình muốn đi mà không đi nổi nữa, lúc đó không còn đủ sức khỏe để đi nữa thì sẽ tiếc vô cùng. Nên bây giờ Hoa bởi Hoa là từ giờ lúc nghỉ hưu là phải ráng rồi. Còn chú ạ? Tôi chỉ chia sẻ với những người bạn tương đối có tuổi là mình hãy sử dụng những cái kiến thức cũng như vốn sống của mình qua những cái chuyến đi đã có để tham gia cuộc thi này, vừa thú vị vừa ích lợi cho mình, mà mình có thể có vốn để mình bổ sung cho cuộc thi tiếp theo. Em thì có quan điểm thế này, em có một cái phương châm sống của mình luôn, đó là 20 năm sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn chưa làm hơn là những gì bạn đã làm. Nên ngày hôm nay khi bạn còn có sức, bạn còn có tuổi trẻ, bạn còn có nhiệt huyết, bạn phải thử tất cả mọi thứ. Thì tại sao chúng ta đang có một cơ hội, chúng ta tham gia một cuộc thi, chúng ta đừng quan tâm chuyện là chúng ta đậu hay rớt, mà khi bạn bấm vô cái click chuột, bạn đã có thêm một cái kiến thức rồi. Và cái kiến thức của chúng ta nó cứ trao dồi, cứ một ngày
chúng ta có một lần, một tuần chúng ta có thể tối đa 14 lần, chúng ta có 8 tuần. Vì chúng ta cứ thử và chúng ta nếu như không được cái kết quả cuối cùng, chúng ta đã có một sự thay đổi ở trong mình rồi, một cái kiến thức rất là lớn lao rồi. Tại sao chúng ta không làm điều đó? Tại vì bước ra khỏi một cuộc thi, chúng ta sẽ có một cuộc thi khác, một sân chơi khác, nên chúng ta hãy cho mình cơ hội. Dạ vâng. Thật ra thì không biết là tôi mới chợt nghĩ ra cái ý này, không biết ba vị khách mời có tán đồng không. Thay vì là mình thi một mình thì bây giờ mình rủ cả gia đình mình cùng thi. Và như vậy á, khi mà người ông thi mà cháu quan sát cái câu trả lời của ông thì cũng sẽ thấy được rằng là cái câu đúng câu sai. Và như vậy cái gia đình chúng ta cùng thi thì cái tỷ lệ rút kinh nghiệm nó sẽ rất là cao. Đúng không ạ? Cùng một câu hỏi mà nếu một thành viên nào đó trong gia đình đoạt giải thì có khi gia đình cũng ta cũng sẽ có cơ hội để được đi cả nhà, đúng không ạ? Anh Phước này, lát nữa em lên thi lần hai em sẽ rủ con em chơi dùng. Thế còn bạn Hải An thì đã chuẩn bị, nếu mà với phương châm đó thì Hải An được chuẩn bị cho ai để cùng thi với mình chưa? Em có một gia đình nhỏ nên chắc là em sẽ cùng với vợ em, còn bé thì nhỏ quá chưa chơi, cho mình ráng mình lấy thêm giải rồi cả gia đình đi chơi. Nhưng mà nói vui thôi chắc là không có cơ hội. Còn anh Thức, nếu mà phương án đó thay vì buổi sáng một mình anh bấm thì anh có rủ được bạn nào không ạ? Dạ tôi dậy sớm lắm thành ra không biết cái nào. Chắc là phải dựng cả nhà vậy. Dạ, thì xin được phép nói thêm là sau 8 tuần thi đó thì chúng ta sẽ chọn ra được 8 người mà trả lời đúng nhiều nhất, thời gian trả lời ngắn nhất. Và sau đó thì theo kế hoạch dự kiến á, thì Báo Thanh Niên và Công ty Du lịch Hoàng Mỹ sẽ có một cái buổi thi đấu trực tiếp tại hội trường. Và không phải là trực tuyến nữa mà là trực tiếp. Và chúng tôi cũng có thể mời thêm nhiều bạn khán giả cùng tham gia cái thi đấu, một cái tranh tài thực sự. Và chúng ta sẽ chọn ra người đạt giải nhất, như lúc nãy nói thì giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng bằng voucher du lịch. Rồi chúng ta có 2 giải nhất, 3 giải nhì và 5 giải ba. Mỗi giải ba là thấp nhất thì cũng có được giải và nghỉ dưỡng tại resort 5 sao của Vinpearl. Thì cuộc thi nó sẽ liên tục như vậy và chúng ta sẽ kết thúc và có kết quả vào ngày 26 tháng 8. Sau đó thì chúng ta cuộc thi từ 1 tháng 7 đến 25 tháng 8 và 26 tháng 8 thì chúng ta sẽ công bố cái kết quả bộ đề để mọi người có thể check lại. Thế thì cũng phải hỏi thêm một ý nữa rằng là ngoài như bạn Hải An nói là chúng ta có may mắn thì cái kiến thức am hiểu xã hội và những cái mà nó bình thường hàng ngày trước khi đánh đố thì nó cũng sẽ có những câu bình thường. Ở góc độ kinh nghiệm, một người có về viết văn, đọc sách nhiều rồi người lớn tuổi, thì chú có khuyên những cái bạn trẻ hiện nay như thế nào để chúng ta có thể làm giàu vốn sống tự nhiên trước, rồi có thể thông qua cuộc thi này làm giàu vốn sống cho mình, những cái cách như thế nào? Thật ra bây giờ cái cơ hội để mà nắm bắt kiến thức nó rất là nhiều qua cái internet. Ngay cả như thí dụ cháu ngoại của tôi, nó mới có 10 tuổi, nó biết rất nhiều điều mà hồi trước mình khoảng 10 mấy 20 tuổi không biết. Thành ra là tôi nghĩ là các bạn trẻ nên luôn luôn, thay vì mất thời giờ và vô bổ và những trò chơi điện tử hay gì này nọ đó, thì dĩ nhiên giải trí là một việc, nhưng mà cũng có thể dùng thời gian của mình vào việc tự trang bị cái kiến thức cho mình bằng cái việc vào xem, đọc những cái kiến thức bổ ích. Nhất là khi bạn đã quyết định tham gia cuộc thi Hành Trình Mơ Ước này, thì bạn nên mỗi ngày mỗi tìm hiểu về những cái du lịch, địa điểm du lịch, những câu chuyện du lịch, văn hóa rồi nọ, để gia tăng kiến thức của mình để có thể tham gia trò chơi này nó dễ dàng hơn. Nạp kiến thức bao giờ cũng là cần thiết. Dạ vâng. Còn đối với một cái câu hỏi ở góc độ khác á, thực ra là có nhiều phụ nữ thì người ta lúc còn trẻ thì nói rằng là thôi tôi đợi đến khi tôi có gia đình tôi sẽ đi du lịch với gia đình. Khi có gia đình thì nói rằng thôi để đợi con lớn rồi thì sẽ đi du lịch với con. Khi con lớn rồi thì lại sức khỏe nó lại yếu đi, rồi lại cũng không có cơ hội du lịch. Thế thì ở góc độ người mà đi nhiều như chị á, thì chị thấy nên có cái chia sẻ gì đối với những người phụ nữ khác mà làm sao để họ có thể đạt được một phần giống như chị trong câu chuyện tự khám phá thế giới như chị?
Thực ra thì lúc đầu mình cũng không có đi nhiều đến vậy, nhưng mà cứ mỗi chuyến đi mình lại cảm thấy được là mình biết được thêm quá nhiều điều hay. Nên thực ra là lúc mà còn trẻ thì mình cũng đam mê, nhưng mà mình thì điều kiện lúc đó mình chỉ có thể đi trong nước. Miền Bắc mình cũng chưa có điều kiện để mình đi nữa, mình chỉ đi loanh quanh trong miền Nam thôi. Rồi bắt đầu từ từ cứ mình làm ra được ít tiền thì mình bắt đầu lại tích lũy cái tiền đó để mình đi tiếp. Và Hà cũng chỉ muốn nói với tất cả chị em là mình hãy yêu bản thân mình nhiều hơn, hãy làm cho cái cuộc sống của mình nó hạnh phúc hơn, tươi đẹp hơn. Những cái chuyến đi như xa khám phá dù là trong nước hay nước ngoài thì cũng sẽ giúp cho chị em chúng ta sẽ cảm thấy mình thông thái hơn, mình hiểu được nhiều hơn. Và cái kinh nghiệm của Hà mỗi lần đi á, thì trước khi đi một đất nước nào hoặc là mình đang mong muốn đi một khu vực nào thì mình sẽ lên internet mình tìm xem ở cái đất nước đó họ có cái gì đặc biệt. Hà kể một cái chuyện này rất là vui là hồi năm 97 Hoa được đi đưa cùng với cái đoàn thiếu nhi đi sang đưa các em thiếu nhi đi sang dự một cái trại hè Indo vào mùa hè. Thì mình cứ nghĩ là Indonesia sẽ là một cái mùa rất là nóng, mà lúc đấy là mình cũng hơi thiếu kiến thức một chút, là mình cứ nghĩ là mình sẽ mang quần short, mang đồ cho nó mát mẻ thoải mái đi cùng các em. Nhưng mà sang đến thủ đô Jakarta thì đó lại là một cái đất nước đạo Hồi. Và mình chỉ mang có đúng một cái quần jean và một cái váy dài qua đầu gối và phải sử dụng hai cái đó trong suốt 10 ngày. Tại vì mình khi mà mình mặc những cái trang phục mà mình không chịu đọc trước, mình không có chuẩn bị thì mình sẽ ra thành kỳ cục lắm, không có giống ai trong xung quanh á. Nên là khi đi là mình phải tìm hiểu và khám phá trước và đọc những cái nơi địa danh nó hay nào, mình hiểu trước về cái nơi mình sẽ đến. Dạ vâng. Dạ. Còn là bạn Hải An ạ, bạn thấy rằng là những người trẻ như bạn á thì hiện nay có cơ hội đi rất là nhiều. Vậy thì nhưng bạn thành công ở chỗ là đi rồi mình chia sẻ được cho truyền cảm hứng cho nhiều người. Nhưng mà nhiều người cũng muốn làm như bạn lắm thì lời khuyên của bạn như thế nào? Em nghĩ rằng là tức là mỗi một người sẽ có một cái khả năng để mà chia sẻ, nhưng mà em nghĩ có nếu như mà một cái cơ hội mà dễ nhất á thì các bạn hãy nên học cách để chụp ảnh. Người ta nói là một bức ảnh thì hơn ngàn lời nói, mà ngày nay thì smartphone nó trở nên quá là thông dụng rồi. Một cái điện thoại thì chụp rất là đẹp rồi. Thành thử em khuyên là các bạn hãy nên chụp những bức ảnh để chia sẻ những bức ảnh đó nhiều hơn. Và chúng ta hãy cố gắng rằng là trong một cái bức hình chúng ta nên có biết rằng là bức ảnh này chụp ở đâu, hoặc là ghi một vài cái dòng cảm xúc. Thì khi mà có thêm những cái thông tin quý giá từ cái trải nghiệm thật của mình chia sẻ ra thì nó sẽ rất rất là ý nghĩa và nó sẽ rất là hiệu quả cho người khác. Thì cái điều đó nó sẽ rất là tốt và biết đâu những bạn tham gia, những bạn chia sẻ một ngày nào đó các bạn cũng sẽ trở thành những travel blogger hoặc là những người nhiếp ảnh gia nổi tiếng và các bạn sẽ được tài trợ và những chuyến đi sẽ lại được nối tiếp. Mà đi đi bạn An này sẽ rất là thích bởi vì An chụp hình rất là đẹp. Chị đang phải kim cớ thôi mà đi chung. Thưa các bạn, ba câu hỏi vừa rồi á, thì thật ra nó cũng gợi mở cho các bạn chú ý khi tham gia dự thi. Đó là chúng ta có thể chuẩn bị cho mình hành trình tích lũy để chúng ta dự thi bằng cách chúng ta nghiên cứu như là anh Thức nói. Rồi bằng cách chúng ta tìm hiểu về những cái phong tục, tập quán, những cái về văn hóa, về tôn giáo ở các điểm đến. Đó cũng là một trong phần những câu hỏi mà đặt ra. Và đặc biệt là bạn Ngô Trần Hải An nói một cái ý rất là cụ thể, đó là dưới mỗi bức ảnh là những cái caption là địa điểm nó ở đâu. Chính chúng ta theo dõi những cái hình ảnh đó chúng ta lại có cơ hội, vì cuộc thi này đại đa phần là sẽ cho các bạn nhìn hình ảnh và các bạn đón địa điểm. Thì chúng tôi cảm ơn cả ba vị khách mời truyền cảm hứng đã đến đây ngày hôm nay và chia sẻ những cái kỷ niệm du lịch của mình cũng như những cái lời khuyên của mình đối với các bạn đang có ý định tham dự cuộc thi Hành Trình Mơ Ước 2019. Và chúng tôi hy vọng rằng mỗi tuần chúng ta sẽ còn quay lại gặp gỡ các vị khách mời trong suốt 8 tuần đó kể từ ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ bắt đầu có thể ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay hôm nay có thể bắt đầu thử sức mình với cuộc thi. Chúng ta chỉ còn khoảng mấy tiếng nữa thì đến 24 giờ, có nghĩa là chúng ta có một cơ hội đầu tiên cho cuộc thi ngày hôm nay rồi ạ. Và ngày mai chúng ta lại tiếp tục nữa. Và chương trình Hành Trình Mơ Ước 2019 do Báo Thanh Niên và Công ty Du lịch Hoàng Mỹ tổ chức. Chúng tôi sẽ kéo dài cho đến hết tháng 8 trong 8 tuần và hẹn gặp lại quý vị trong từng tuần. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã cùng đến đây chia sẻ và hẹn gặp lại các bạn trên cuộc thi Hành Trình Mơ Ước Thanh Niên.vn Hành Trình Mơ Ước 2019 Thanh Niên.vn. Các bạn hãy cùng chúng tôi và chúng ta sẽ hẹn gặp lại ở giải chung kết của cuộc thi vào tháng 8. Một lần nữa xin cảm ơn.
bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.